Chia sẻ với báo Giới chiều ngày 25 tháng 9, Văn Toàn cho biết, câu lạc bộ Nam Định liên hệ với tôi nhiều lần. Khi đó tôi đang khoác áo câu lạc bộ Hàn Quốc nên cũng không suy nghĩ nhiều. Khi tôi về Việt Nam, sau cuộc nói chuyện với câu lạc bộ Nam Định thì tôi cũng muốn trở về thi đấu gần nhà và đã chọn Nam Định. Tôi đã ký hợp đồng và là người của câu lạc bộ Nam Định rồi, cũng khó nói cụ thể những đội đã liên hệ với tôi. Hiện tôi cố gắng tập luyện, thi đấu tốt nhất cho Nam Định. Tôi đã suy nghĩ rất lâu khi nhận lời mời từ câu lạc bộ Nam Định, vì thực sự tôi mới sang nước ngoài thi đấu chưa được một năm, cũng muốn thi đấu ở nước ngoài. Nhiều vấn đề cá nhân ở bên đó làm tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi nhận được rất nhiều lời động viên, quan trọng người nhà muốn tôi về thi đấu gần nhà nên tôi quyết định trở về. Tôi nghĩ câu lạc bộ Nam Định rất mạnh, nhiều cầu thủ tốt và nhiều tuyển thủ quốc gia. Việc đội bóng được đầu tư là điều tốt với câu lạc bộ cũng như người hâm mộ bóng đá Nam Định. Tôi cảm thấy vui và hào hứng chờ đợi mùa giải mới. Về khoảng thời gian ở Hàn Quốc một năm qua, Văn Toàn tiết lộ, tôi đối diện nhiều khó khăn khi sang đất nước khác biệt về món ăn, thời tiết hay văn hóa. Có thể môi trường bên đó cao hơn bên mình, nhưng tôi đã cố gắng thích nghi rất nhiều. Giai đoạn đầu tôi gặp chấn thương khiến cho bản thân bắt nhịp chậm hơn toàn đội. Tôi rất buồn vì gặp phải chuyện như vậy, nhưng đây là bóng đá, mình chẳng thể biết trước tương lai của mình như thế nào. Tôi chấp nhận những gì mình đang có và nỗ lực hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Chia tay Hàn Quốc, Văn Toàn tiết lộ khát vọng cùng câu lạc bộ Nam Định về mục tiêu cùng Nam Định ở V-League mùa giải tới, tiền đạo đội tuyển Việt Nam.